Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo chiếc Canon D đưa đời 2007 ạ. Xe có size khung sườn đứng là 500, còn khung sườn ngang là 520mm ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m63 đến 1m73cm. Em xin báo giá xe ship về Việt Nam của mình, giá là 24 triệu ạ. Bây giờ em xin đi vào quay từng chi tiết. Chiếc này thuộc dạng xe cổ, xe sản xuất tại Mỹ ạ. Khung sườn thép, càng carbon, khung sườn màu nước sơn còn rất đẹp ạ. Tay phanh Solar có cả hai tay phanh giữa ghi đông hiệu Ginelli. Bên tay phanh này nắp cao su có bị hở ạ. Lớp còn mới, niềng nhôm sáng trưng rất đẹp, càng trước carbon. Chiếc xe cổ này đặc biệt là khung sườn sau nó có độ cong như vậy ạ. Chiếc Canon D đưa này sản xuất tại Mỹ ạ. Liếp được vệ sinh sạch sẽ, còn rất tốt. Meyer và Câm niền đều sáng trưng ạ. Dư lường khung sườn xe cũng không có dấu hiệu chạy xước. Cặp khung phía sau nó cong như vậy ạ. Dò dĩa thấy còn đẹp lắm. Cột yên xe thấy cũng độc lạ nữa. Cột yên xe thấy kiểu cũng ngộ quá. Xe vẫn còn tốt lắm. Càng carbon cũng còn mới tinh à. Niền nhôm trắng rất đẹp, nhìn thấy sạch sẽ lắm. Niền nhôm phía sau cũng vậy, còn sáng trưng à. Lớp 700x25. Cụ đề Tiara. Dạ, em xin phép nói lại một lần nữa, chiếc Canon D đưa xe cổ khung sườn thép càng carbon. Chiếc này sản xuất tại Mỹ ạ. Bộ chuyển động là 3x9, khung sườn đứng 500, ngang là 520mm. Chiều cao phù hợp từ 1m63 đến 1m73cm ạ. Xe sản xuất năm 2007 ạ. Ngay chỗ này quý cô chú anh chị xem mình có sửa được không, hay là mình nhờ thiệm sửa lại. Dạ,
còn sẵn đây, em xin chia sẻ gửi đến cho quý cô chú xem tham khảo. Có cả ghi đông Bontorega dẹp mới về tiệm nữa à. Ghi đông dẹp còn thấy mới lắm. Bọc lại rất kỹ rồi. Dây đi âm vào ghi đông ạ. Ghi đông này có size bề ngang là 380mm. Ghi đông dẹp carbon. Còn giá ship về là 8.500.000 ạ. Ghi đông carbon dẹp nhẹ phao à, đã lắm. Quá đẹp luôn. Ghi đông còn tốt, còn đẹp lắm. Hai bên dẹp chính giữa tròn, có lỗ lòn dây vào ghi đông. Còn mũ có hai cái. Cái Edward này mới về tiệm ạ. Mũ này có size là 52-56 ạ. Chiếc mũ này đời năm 2021. Trong tình trạng còn rất là mới ạ. Giá chiếc mũ này em ship về Việt Nam là 5.500.000 ạ. Mũ hiệu Toleku Bontorega. Mũ này có size 55-61cm ạ. Ngay điểm này có chày một chút. Giá ship về là 5.900.000 chiếc mũ này ạ. Còn lớp xe, tiệm cũng mới về được hai cặp lớp xe. Victoria 700x25cm ạ. Giá cặp Victoria này ship về là 3.000.000 ạ. Cặp này cũng của Victoria 700x25cm. Giá cặp này em ship về là 2.000.000 ạ. Còn lại trong này là lớp lẻ thôi. Chỉ có một cái lẻ thôi. Gọng nước nhựa cũng nhiều. Cặp kính này cũng mới về tiệm nè. Giá ship về 4.300.000 ạ. Tay lắc ô tè ra cũng nhiều. Ngàm thắng cũng nhiều luôn. Còn dò dĩa cũng nhiều. Hiện tại thì tiệm đang có những loại dò dĩa này ạ.
có bộ dĩa đu lắc 9.000 ạ. Giá ship về 3.800.000 cặp này ạ. Còn khung sườn thì tiệm cũng đang hiện có những khung sườn này. Có khung sườn chinelli này, đẹp quá. Khung thép ạ. Size M chiều cao phù hợp từ 1m73 đến 1m78cm. Khung này đời năm 2021 ạ. Khung sườn carbon size 47, ngang 510, chiều cao 1m60 đến 1m70cm ạ. Nhiều quá, không biết quay cái nào ra cái nào luôn nữa. Thôi bây giờ em quay hết tất cả. Quý cô chú anh chị xem thấy thích khung nào thì chụp hình gửi qua Zalo cho em. Rồi em báo giá ship về Việt Nam. Dạ, hiện tại thì tiệm chỉ có mấy khung này thôi ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.